Theo bảng xếp hạng 500 tỷ phú của Bloomberg Billionaires Index, tại ngày 3 tháng 1 năm 2024, đơn vị này đã tính toán và đưa ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup và hãng xe điện VinFast vào bảng xếp hạng của mình với khối tài sản 9,11 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng cũng là người Việt Nam duy nhất trong bảng xếp hạng này và xếp hạng thứ 257. Bloomberg Billionaires Index cho biết Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng phần lớn đến từ cổ phần của vị doanh nhân này tại hai công ty niêm yết là Vingroup (VIC) và VinFast (VFS). Ông Vượng kiểm soát phần lớn cổ phần VinFast, công ty đã được niêm yết trên Nasdaq thông qua SPAC vào tháng 8 năm 2023. Theo tính toán, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 45% cổ phần VinFast trong thống kê tính đến tháng 12 năm 2023, giúp ông tăng thêm khoảng 7 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản số cổ phiếu ông kiểm soát VinFast thông qua Vingroup được loại trừ để tránh tính hai lần. Thời điểm VinFast lên sàn chứng khoán Mỹ, khối tài sản dòng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng mạnh. Có thời điểm giá trị tài sản của người giàu nhất Việt Nam vượt qua 40 tỷ đô la Mỹ, để ông lọt vào top 30 người giàu nhất hành tinh và xếp thứ 5 châu Á. Tuy nhiên, các bên đã thay đổi cách tính toán sau đó và giữ nguyên cho đến hết năm 2023. Bên cạnh VinFast, Bloomberg còn cho biết ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 61% cổ phần của Vingroup, công ty hoạt động trải rộng trên lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, giáo dục. Vị tỷ phú ngoài việc nắm giữ trực tiếp cổ phiếu VIC thì còn sở hữu thông qua các công ty riêng của mình như công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam VMI, GSM. Ngoài ra cổ phiếu do vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương nắm giữ cũng được ghi nhận là của ông để phản ánh tư cách vị tỷ phú này là người sáng lập. Tuy nhiên theo bảng xếp hạng của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng dù tiếp tục giữ vị thế là người giàu nhất Việt Nam, nhưng khối tài sản của vị tỷ phú này chỉ ở mức 4,3 tỷ đô la Mỹ. Con số này giảm so với mức đỉnh 7,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và 6,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Tài sản của ông Vượng được Forbes ước tính chủ yếu dựa vào số cổ phiếu nắm giữ tại Vingroup. Trong khi đó với VinFast do nhiều yếu tố tạp chí này đã tính toán lại định giá và coi như thể công ty chưa niêm yết. Do đó, những biến động giá cổ phiếu VFS không được phản ánh vào tài sản định danh của ông Phạm Nhật Vượng. Ở mức giá quanh 7 đô la Mỹ như hiện tại, vốn hóa thị trường VinFast đạt 16,5 tỷ đô la Mỹ.